Alo Bello, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Táo Store. Như các bạn có thể theo dõi thì thời tiết Hà Nội tại thời điểm mình quay video nó chỉ là 13 độ, một thời tiết khá là lạnh. Nhưng trong video này mình sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm khá là hot, hy vọng là sẽ giúp các bạn sưởi ấm một phần nào nhé. Ok, trước khi bắt đầu vào video, nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm về iPhone, iPad và MacBook thì có thể tham khảo đường link Táo Store mình để phía dưới mô tả của video. Cũng như là các bạn có thể qua địa chỉ là số 25 ngõ 133 Thái Hà để xem máy và trải nghiệm trực tiếp. Ok, bắt đầu vào video nhé. Chỉ trong video này thì mình sẽ đem đến cho các bạn đó chính là chiếc iPhone XS. Tại thời điểm hiện tại thì XS có mức giá là hơn 9 triệu, chỉ đắt hơn iPhone X một chút thôi. Và cụ thể hơn là chỉ là mấy trăm nghìn thôi. Và chúng ta sẽ được những gì? Thì đầu tiên mình nói về thiết kế ấy, thì iPhone XS chúng ta có một thiết kế hoàn toàn giống iPhone X với vị trí của cụm camera ở đây. Và chúng ta có logo của Apple, chữ iPhone. Ở phía dưới này thì chúng ta có vị trí của cổng sạc Lightning và vị trí của mic thoại cũng như vị trí của loa. Bên sườn này thì chúng ta có vị trí của phím nguồn, khe chọc SIM. Và bên mặt bên này chúng ta có vị trí tăng giảm âm lượng và cái cần gạt để chúng ta tắt chuông. Rồi ok, đó là về phần mặt bên ngoài. Và về bên trong thì ở đây mình đã cài sẵn phần mềm CPU này, X này. Thì iPhone XS chúng ta có một cái dung lượng RAM lớn hơn so với chiếc iPhone X. Và điều đặc biệt mình thích ở iPhone XS đó là chúng ta có một cái màn hình OLED 5.8 inch, tỷ lệ là 19:9. Cái điểm ảnh của nó là 2436 nhân với là 1125. Và cái màn hình này là màn hình True Tone, tần số quét là 60Hz. Thì màn hình này đem cho chúng ta một cái trải nghiệm giải trí cũng như là chơi game là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Với chỉ hơn iPhone X có mấy trăm nghìn thôi thì bản thân mình nếu mà xác định sử dụng một thiết bị dùng lâu dài thì mình sẽ chọn iPhone XS. Tại thời điểm ra mắt thì 2018 thì iPhone XS có mức giá là 20 mấy triệu đó. Đó. Thì ngoài ra chúng ta vẫn có cái camera. Camera này là theo cá nhân mình thấy là trong tầm tiền này thì camera khá là ngon. Và nó không như các thiết bị Android khác, thì camera iPhone thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta cứ giơ lên và chụp thôi thì nó khá là ngon. Và thứ nữa ấy, là hiện tại ấy, là máy đang chạy hệ điều hành 14.2, hoàn toàn có thể lên 14.3 mượt mà luôn. Đó, thì những lý do các bạn nên mua iPhone XS tại thời điểm hiện tại theo mình nghĩ ấy, đó là về đầu tiên là về giá, đó là về cái mức giá thì nó chỉ nhỉnh hơn iPhone X một chút thôi, nó chỉ là hơn 9 triệu một chút thôi. Thì sẽ đem cho chúng ta những trải nghiệm mượt mà và iOS sẽ được hỗ trợ lâu dài. Mình khẳng định luôn là khi các bạn mua iPhone XS tại thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn có thể dùng ngon trong khoảng tầm 3 năm tới nhá. Như các bạn đã biết thì iPhone 6S đã ra đời cách đây 6 năm rồi, gần 7 năm rồi mà vẫn lên được iOS 14.3. Thì iPhone XS thì hoàn toàn chúng ta ra đời 2018 thì hoàn toàn chúng ta có thể dùng tầm 3-4 năm nữa máy vẫn mượt mà nhá. Và đó, cái mức RAM của nó là 4GB. Thì các bạn biết là với iOS thì mức RAM 4GB thì nó quái vật như nào rồi đấy. Mình khẳng định luôn là với iPhone XS này chúng ta hoàn toàn có thể chiến mọi tựa game mượt mà, ngon lành, cành đào luôn. Về thời lượng pin ấy thì đây, như hiện tại đây cái máy mình đang cầm trên tay này là máy đã qua sử dụng nên thời lượng pin nó bị giảm một chút là xuống 83% rồi. Nhưng ấy, đây là tình trạng pin, tức là phần trăm pin của nó là đang là 83%. Đó. Nhưng mình khẳng định luôn là chiếc iPhone XS này cho chúng ta một cái thời lượng pin sử dụng khá là ngon. Và trong một ngày là hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của chúng ta luôn. Nếu như các bạn muốn sử dụng một thiết bị lâu dài mà pin ngon thì theo mình nghĩ iPhone XS vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu cho chúng ta đó. Camera thì mình sẽ không nói nhiều vì camera của XS thì nó nhỉnh hơn nó vẫn như camera của iPhone X thôi. Chúng ta vẫn có thể chụp ảnh này, zoom này, mà chúng ta có cả cái cam tele luôn này. Đây các bạn có thể theo dõi này. Đó. Bây giờ chúng ta có thể chụp xóa phông đẹp mượt mà luôn. Ok, vậy thì mình tổng kết lại những lý do các bạn nên mua iPhone XS tại thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên nó là về giá. Thì giá là một cái, nó chỉ mức giá là nhỉnh hơn iPhone X một chút thôi. Mình khẳng định luôn là mức giá này thì nó sẽ không xuống mạnh
đâu. Và các bạn thời gian tới các bạn có update lên những chiếc iPhone khác mà các bạn muốn bán đi ấy, thì nó sẽ vẫn giữ giá. Và thứ hai nữa là về hiệu năng. Về hiệu năng thì đây là một thiết bị chỉ hơn mấy trăm nghìn so với iPhone X. Chúng ta sẽ có một cái hiệu năng khác biệt hoàn toàn, với mức RAM 4GB hơn iPhone X 1GB, sẽ đem lại chúng ta những trải nghiệm mượt mà hơn nhiều. Và màn hình này, thứ ba nữa đó là màn hình và camera. Thì hai thứ này thì mình không phải nói nhiều hơn nữa. Thì đây là những cái đem lại cái ưu biệt của iPhone so với những thiết bị khác. Ok, vậy thôi, trên đây là những cái trải nghiệm nhanh của mình và đánh giá nhanh của mình về chiếc iPhone XS. Còn ý kiến của các bạn cảm thấy như nào hãy để lại comment phần phía dưới mô tả cho mình nhé. Còn các bạn ý kiến như nào hãy để lại comment cho mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.